Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Vina 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên ấn đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để thường xuyên cập nhật video mới nhất. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Gia đình thì không phải như vậy thì sao? Lúc nãy khi mọi người nói về ba cô, sao tôi có cảm giác thật hạnh phúc, giống như là ba đang vẫn còn sống trên đời. Cả khi ba không còn ở bên cạnh, chúng tôi cũng không bao giờ quên đâu. Bởi vì ông ấy lúc nào cũng ở trong tim. Lại nghĩ gì nữa vậy? Không có gì. Không có gì thiệt hả? Nếu như trong lòng của anh có chuyện gì thì ba thực hiện đi. Sau này hối hận sẽ không kịp. Cậu đẹp trai, ở lại đây ăn tối với chúng tôi nha. Tôi nấu ăn ngon lắm đó. Bạn gái à, để lần sau đi. Anh nghe thật vậy. Chắc còn gì phải lần. Ở lại ăn đi. Thôi mẹ à, người ta có gì thiệt mà. Là lấy số điện thoại chứ. Có lộ thôi đi. Lần sau cho đến. Nhất định phải đến đó nha. Thôi, tôi có đi trước đây. Nếu có điện thoại nữa. Dạ, tôi nhớ đi á. Lần sau mới đến nha. Dạ. Tạm biệt. Tạm biệt bạn gái. Bye bye. Gia đình là thế nào, dù không cùng huyết thống nhưng mà vẫn tạo nên một gia đình đồng cung. Trong đó có số điện thoại của tôi, hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Anh đúng là người rộng rãi, tôi biết anh có thể làm bạn được mà. Thôi được rồi, thấy anh thành thật như vậy, tôi có một món quà dành cho anh. Đưa tay cho tôi. Đưa tay hả? Tại sao cô lại viết chữ tâm lên tay của tôi vậy? Trước đây khi con còn nhỏ, chỉ cần trong lòng tôi cảm thấy lo lắng thì ba của tôi đều viết vào lòng bàn tay tôi một chữ tâm như vậy nè. Ông dạy tôi hãy lắng nghe trái tim mình đang suy nghĩ những gì. Ông còn nói với tôi, nhà chính là khách sạn của trái tim mình. Cảm ơn nha, tôi đi đây. Tạm biệt. Trước đây khi tôi còn nhỏ, chỉ cần trong lòng tôi cảm thấy lo lắng thì ba của tôi đều viết vào lòng bàn tay tôi một chữ tâm như vậy. Ông dạy tôi hãy lắng nghe trái tim mình đang suy nghĩ những gì. Ông còn nói với tôi, nhà chính là khách sạn của trái tim mình. Nếu như trong lòng anh có chuyện gì thì mau thực hiện đi. Nếu không hối hận sẽ không kịp. Wow. Vậy thì sao? Sẽ nhận được lại. Hồ hồi đủ kỳ.
là may quá. Tôi sợ gần chết. Thật không? Nhưng mà lúc nãy tôi thấy cô quay phòng lắm đó. Thật không ngờ nhìn cô bình thường như vậy mà đôi lúc cũng thu hút lắm. Tôi thu hút hả? Ôi trời. Thật ra cũng không phải như vậy. Tôi không nghĩ ra mấy lời đó đâu. Tất cả là nhờ anh họ đồng hành của tôi vậy. Đồng hành? Tôi đã từng nghe em cô nhắc đến anh ta. Tôi cũng muốn gặp để biết mặt. Đưa tôi đi gặp anh nha. Dễ thôi mà. Mới biết ngày tôi đã mua mười mấy bọc không? Làm một quay thêm cho nó. Nó đang đòi giờ. Cả cái hôm qua nữa. Đi mà dằm một đục cuối. Phải không chú này? Trục trục đen mà, vào mà đó đi. Mình nhìn thấy trống của ta chưa? Trống mét. Đánh hồ dập giấy đi. Cái đứa là dập giấy thì chả. Ngồi kia sức bóng mà mày không ngồi được. Nhìn trái nhìn với cái gì? Cái gì trong màn hình luôn. Cô y tá ơi, cho hỏi đồng hay không? Là bệnh nhân mà tôi đã truyền máu lúc nãy đó. Có lẽ không sao chứ. Tôi biết cô đã truyền được nhiều máu cho ông ấy. Nhưng mà ông ấy đã không qua khỏi. Dẫn quý nhà.